Chào bình minh hoa ban mai là nơi nhà xưa em vang tiếng hát ngàn đời. Như biết thân ái chào quý khán giả của đài VNA TV tại Lilo Sài Gòn trên băng tầng 57.3, tại San Jose trên băng tầng 16.10 và Houston Texas trên băng tầng 27.4. Đây là chương trình Good Morning Việt Nam America và chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi luật sư Đỗ Thái Nhiên. Trước hết kính chào luật sư Đỗ Thái Nhiên. Tôi Đỗ Thái Nhiên trân trọng kính chào quý Du Miên, trân trọng kính chào quý khán thính giả. San Jose 16.10, Houston 27.4, Nam California 57.3. Năm 1954 chúng ta di cư vào Nam nhờ tàu Há Mồm của Hải quân Hoa Kỳ. Bây giờ qua Mỹ này, Philip Nam gửi tặng chúng ta có cái mask há mồm. Quý vị thấy hay không? Cái mask này là đó, nó há mồm ra. Đây là tôi nói giỡn trên đài, mà bây giờ Philip Nam tìm ra được cái này. Tôi chưa biết cách thế nào để order, chắc tôi order một mớ để tặng cho một số khán giả của đài ưa thích. Và thưa quý vị, khi mà nói tới cái mask này đó, thì chúng ta cũng có một cái mà mấy ông già nằm ở nursing home hay là vô trong nhà thương khoái nhà thương Mỹ, là tại vì nữ y tá của Mỹ nó dễ thương lắm, nó tới nó vỗ về, nó an ủi tinh thần của mấy cụ, nên mấy cụ khoái vô nhà thương lắm. Tại vì già rồi mà được người, nhất là phụ nữ, đẹp xấu không cần biết, mà có phụ nữ là được rồi, tới mà nghĩa là nói năng mấy câu an ủi thì mừng lắm. Thưa quý vị, bây giờ Leo lấy giùm cho cái hình số 6. Đây là hình ảnh ở Túc Minh Nga, nhưng mà nó hợp với lòng người, nhất là những người lớn tuổi đương ở trong những cái chỗ mà khó khăn trong sức khỏe. Mà thấy như thế này, quý vị sẽ nhìn thấy cái hình của Leo đưa lên, quý vị sẽ nhìn thấy ngay là cô y tá ở bên Nga. Đâu rồi Peter? Leo, Leo ơi, hình số 6, đừng có... Đó, quý vị thấy không? Quý vị thấy gì không? Cô này là cổ mặc cái đồ che thân, tức là Việt Cộng nó kêu là áo bảo hộ đó, tức là áo che an toàn đó. Thưa quý vị, ở trong cổ không có mặc gì hết trơn, giống như là bikini đi tắm biển vậy đó. Mấy ông cụ mà Covid nằm ngồi bên kia đương mệt vậy thì cũng ngồi lên ngó, quý vị thấy không? Đã, tôi cũng ngó chứ đừng có nói ai. Đây là một cái tin, một trong những cái tin buổi sáng nay cho chúng ta giải tỏa những phiền muộn. Và bây giờ luật sư Đỗ Thái Nhiên trình bày về một đề tài nóng bỏng là Trung Cộng vây thành Đài Loan. Thì kính mời luật sư. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi ký giả Như Men cho trình chiếu và giới thiệu tấm hình một nữ y tá ở Nga, bên trong mặc bikini, ở ngoài mặc áo bảo trợ kinh tế y tế. Cái bức hình này có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên, nó có vẻ diễu cợt, hiểu theo suy nghĩ bình thường. Nhưng mà trong cái diễu cợt đó, nó có một ý nghĩa chống đối. Khi người y tá bị đẩy vào một hoàn cảnh, thứ nhất là phải đương đầu với thành chết mỗi ngày, nhưng mà vẫn phải tận tụy với bệnh nhân. Thứ nhì, mặc cái lớp áo đó, nhiều người nói là sau 1-2 tiếng đồng hồ làm việc thì quần áo ở bên trong ướt giống như đi tắm mưa vậy. Và trước những cái cực khổ đó, nếu không được cấp trên, không được những người chung quanh thông cảm, hiểu và khích lệ, thì người y tá phản đối bằng cái hình ảnh mặc bikini nhưng mà ở ngoài là áo bảo trợ y tế. Cái hình ảnh này cũng nói rằng là con người nói chung, không riêng gì giới y tá hay là giới y tế, khi dồn vào một cái hoàn cảnh người ta không hài lòng, nhưng mà sự cưỡng bức vẫn từ từ đè tới chung quanh đời sống, thì con người phải phản đối. Đó là mối liên hệ giữa Trung Cộng với Đài Loan. Trong nhiều năm qua, từ năm 1949, khi tướng Tưởng Như Thạch thua trận Mao Trạch Đông ở Hoa Lục, thì Trung Hoa Dân Quốc phải kéo về Đài Loan. Và cái cuộc chiến giữa Trung Cộng Hoa Lục với những người chiến sĩ tự do dân chủ Đài Loan kéo dài từ 1949 cho đến bây giờ, và mãi tới bây giờ thì cái cuộc chiến trở thành quyết liệt hơn.
Và cuộc chiến này đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử đau thương, nhưng mà điều kỳ lạ là Đài Loan vẫn tồn tại. Cái đau thương nhất của Đài Loan là vào đầu thập niên 1970, Hoa Kỳ bỗng thay đổi thái độ, thay đổi bàn cờ thế giới, phản bội Đài Loan, phản bội Việt Nam Cộng Hòa. Và trong cái hoàn cảnh Đài Loan bị phản bội năm 1972, phản bội nặng nề đến độ Đài Loan ban đầu, tức là sau đệ nhị thế chiến, trở thành đại diện hợp pháp của nhà nước Trung Hoa trong Liên Hợp Quốc. Đài Loan với tư cách là đại biểu Trung Hoa có quyền veto giống như Anh, Pháp, Mỹ, vân vân. Nhưng mà qua tới đầu 70, Đài Loan bị đuổi ra khỏi Liên Hợp Quốc và Trung Cộng vào thế chợ. Đó là cái đau đớn nhất trong lịch sử đấu tranh của Đài Loan. Nhưng mà Đài Loan vẫn tồn tại qua rất nhiều khó khăn. Sau cùng thì bây giờ tới thời Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Đài Loan. Trong thư mừng Tổng thống Thái Anh Văn vừa mới tái đắc cử nhiệm kỳ 2, thì Tổng thống Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã gửi thư chúc mừng và không ngần ngại gọi bà Thái Anh Văn là Tổng thống Đài Loan. Khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ gọi bà Thái Anh Văn bằng cái danh vị Tổng thống, tức là Hoa Kỳ mặc nhiên bác bỏ cái nguyên tắc một nước Trung Hoa, bởi vì một nước Trung Hoa không thể nào vừa có một chủ tịch là Tập Cận Bình, vừa có một Tổng thống là Thái Anh Văn. Chủ tịch Tập Cận Bình cạnh Tổng thống Thái Anh Văn cho thấy rằng cái ý nghĩ, cái tuyên truyền một nước Trung Hoa duy nhất bây giờ Hoa Kỳ đã mặc nhiên xóa bỏ. Kính thưa quý khán thính giả, trước những khó khăn dồn dập đến với Đài Loan, người ta nhìn lại ngày 20 tháng 5 năm 2020 trong cái lễ nhậm chức của Tổng thống Thái Anh Văn cho thấy rằng thăm dò của báo chí cho biết 57% cử tri của Đài Loan đã dồn phiếu cho bà Thái Anh Văn. Đây là sự xác nhận rằng cái chính sách của Hoa Lục đối với Hồng Kông trong cái biến cố Hồng Kông đòi hỏi tự do dân chủ, mở đầu là đòi hỏi phải bãi bỏ cái luật dẫn độ, cuối cùng thì Hồng Kông đi tới đòi hỏi tự do dân chủ thực sự. Và bên phía Trung Cộng đã đưa ra chiêu bài vẫn là hai chế độ một quốc gia, với sự nhấn mạnh hai chế độ này sống trong một cái vận mệnh tương quan, và cái vận mệnh tương quan đó cho thế giới thấy rằng nhân danh cái vận mệnh tương quan đó, Trung Cộng đã áp dụng những hành động độc ác đối với người biểu tình tại Hồng Kông. Cái hành động độc ác của Trung Cộng tại Hồng Kông trong cái biến cố chống luật dẫn độ đã làm cho người Đài Loan tỉnh mộng. Bây giờ không còn người Đài Loan ôn hòa đối xử tử tế với Trung Cộng nữa, mà tất cả quay ra ủng hộ bà Thái Anh Văn. Đó là lý do tại sao trong kỳ bầu cử này bà Thái Anh Văn đạt tới 57% số cử tri ủng hộ. Đó là chiến thắng thứ nhất của bà Thái Anh Văn. Ngay sau bầu cử thì Đài Loan lại phải đương đầu với đại dịch Covid xuất phát từ Vũ Hán, Trung Cộng. Giống như mọi quốc gia khác, bà Thái Anh Văn cũng bối rối trong giai đoạn đầu, nhưng mà cuối cùng thì Tổng thống Thái Anh Văn đã kịp thời điều chỉnh cái guồng máy y tế và hành chính của Đài Loan, đã đương đầu và đã thành công trong cái việc chặn đứng Covid-19 tại Đài Loan. Đó là hai chiến thắng đi liền nhau mà Tổng thống Thái Anh Văn đã đạt được. Chiến thắng thứ nhất là chiến thắng bầu cử. Bầu cử ở đây là chiến thắng Trung Cộng, chứ không phải là chiến thắng bất kỳ một ứng cử viên nào trong nội bộ của Đài Loan. Cái thứ nhì là Đài Loan vẫn vượt mọi khó khăn trong việc đương đầu với Covid-19. Trước những chiến thắng rực rỡ của Đài Loan, thì bên phía Trung Cộng, những người có tư tưởng người ta gọi là Diều Hâu đưa ra cái ý nghĩ là sau nhiều năm đối xử
hòa bình với Đài Loan nhưng thất bại. Vì vậy bây giờ là Trung Cộng sẽ không còn con đường nào khác hơn là dùng bạo lực để giải phóng Đài Loan. Chữ giải phóng này để trong quạt kép. Trước cái tư tưởng này thì cũng chính những lý thuyết gia của Trung Cộng đưa ra cái phương châm là Trung Cộng tấn công Đài Loan lúc này chưa chắc đã toàn thắng. Vì vậy Trung Cộng nên theo một chính sách bao vây Đài Loan. Cái bao vây Đài Loan này nó có thể kéo dài, đặc biệt là bao vây về kinh tế, làm cho Đài Loan yếu dần và từ đó có thể thôn tính Đài Loan. Tuy nhiên cái ý muốn này cũng là một ý muốn rất là khó thực hiện. Cái chiến thuật gọi là bao vây Đài Loan để chờ cơ hội chiến thắng, đây là một chiến thuật người Trung Hoa gọi là chiến thuật cờ vây của nhà Mãnh Thanh hồi xưa. Tuy nhiên cờ vây của nhà Mãnh Thanh hồi xưa và cái tương quan ngoại giao giữa Trung Cộng và Đài Loan bây giờ, thời thế bây giờ, bàn cờ quốc tế bây giờ đã hoàn toàn khác hẳn. Cho nên Đài Loan mặc dầu đứng trước một đối thủ lớn gấp nhiều lần so với Đài Loan, đặc biệt là hùng mạnh hơn Đài Loan rất nhiều lần về mặt quốc phòng. Tuy nhiên, dưới thời của Tổng thống Trump ở Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, với sự đứng bên cạnh của Hoa Kỳ, Trung Cộng khó lòng tấn công được Đài Loan. Cực chiến ở Đài Loan nó sẽ được diễn ra là người ta không hề nghĩ rằng một lúc nào đó thì Đài Loan sẽ chiến thắng Trung Cộng về mặt quân sự. Nhưng một lúc nào đó tình hình quốc tế thay đổi với thái độ chính trị, đặc biệt là ngoại giao gấu của Trung Cộng, làm cho Trung Cộng thất thế và Trung Cộng bàn cờ thế giới thay đổi. Lúc bây giờ mới là lúc Đài Loan tiến chiếm Hoa Lục. Đó là toan tính, một bên là đánh cờ bao vây, một bên là chờ cơ hội khi Hoa Lục ngã xuống thì Đài Loan tiếp nhận. Cái sự việc này làm cho người Việt Nam ở hải ngoại nên suy nghĩ một lúc nào đó quan hệ giữa người Việt Nam hải ngoại và nhà nước Cộng sản Việt Nam trong nước cũng sẽ tương tự giống như Đài Loan và Hoa Lục bây giờ. Cảm ơn luật sư Đỗ Thế Nhiên. Chúng tôi trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Quý vị vui lòng đừng rời khỏi màn ảnh của Đài.